cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những cái gì mà những người dân Việt Nam ta hiện nay coi như là mong mỏi nhất. Vâng, xin thưa với tất cả các bạn, như những chương trình trước thì tôi đã nói với các bạn rồi, tức là tất cả những người dân trong tất cả mọi cái quốc gia ở trên thế giới đều mong muốn có hai điều duy nhất. Thứ nhất là đất nước được coi như là thống nhất, non sông liền một dải, và thứ hai là kinh tế phát triển. Vâng, thì là xin nói với tất cả các bạn là hiện nay đất nước ta thì là về cái đã được thống nhất non sông liền liền một dải từ năm 1975 trở lại đây. Vâng, thì từ năm 1975 cho đến năm 1995 thì là nói chung là đất nước ta cái thời gian đó nói chung là phát triển rất chậm, và nói chung là cuộc sống của nhân dân ta vô cùng nghèo đói, vì là do những lệnh cấm vận của Mỹ và những nước mà theo Mỹ, chẳng hạn vì là chúng nó theo Mỹ. Vâng, thì là khi mà Mỹ bỏ cái cấm vận đối với nước ta thì là đến năm 1998 thì lúc đó coi như là Việt Nam và Mỹ đã mới ký kết được những cái gọi là những cái hợp đồng về vấn đề đầu tư và vấn đề kinh tế, và những cái nước ví dụ như Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Singapore hoặc là Đài Loan hoặc một số nước khác thì lúc đó thì người ta với cái hết cấm vận Việt Nam và đã cũng ký kết được những cái hợp đồng và cái đầu tư kinh doanh ở đất nước Việt Nam. Vâng, thì là chính thức nhé, là nước ta mới phát triển chính thức theo tôi nghĩ là vào năm 2000. Thì các bạn cũng còn nhớ những cái bài hát gọi là Sài Gòn cô tiên năm 2000. Vâng, thì lúc đấy là bắt đầu coi như kinh tế của chúng ta mới phát triển bắt đầu từ năm 2000. Vâng, thì nói với tất cả các bạn, nếu mà nói về cái phát triển kinh tế thì bây giờ mình cũng phải chứng minh cho những cái người ở những cái bà con trên hải ngoại, bên hải ngoại hoặc những người dân ở trong nước, người ta thấy bằng hai cái. Thứ nhất là bằng cái cảm nhận đấy, của những cái bà con, người ta bà con mình sống ở trong nước thì thấy là từ năm 2000 đến giờ đất nước ta rất là phát triển theo từng năm từng tháng tháng một, và coi như là, và vấn đề thứ hai nữa thì mình sẽ chứng minh bằng những cái con số, mà con số ở đây là do cái ngân hàng phát triển châu Á ADB và cái ngân hàng Westbank người ta đưa ra đấy, và cái tổng cục theo cái tổng cục thống kê của Việt Nam. Chứ còn bây giờ ví dụ là nhiều khi mình đưa ra, mình ví dụ mình cứ cảm nhận mình bảo là tức là trước kia thì ví dụ là đường xá hoặc là đời sống nhân dân như thế này khác, hoặc bây giờ đời sống nhân dân thì là hiện nay coi đã ăn no mặc ấm rồi và đang tiến hành ăn ngon mặc đẹp, chứ mình tức là mình đấy là cái cảm nhận của mình. Vâng, chứ còn cảm nhận mình, nhưng mà ví dụ bọn Ba Que ở bên kia hoặc là những cái bọn những người Việt Kiều ở bên kia, ví dụ người ta không về thăm đất nước, người ta cũng không tin chẳng hạn, thì nói chung là mình lấy những cái con số mà của những cái tổ chức về về của Ngân hàng Thế giới, World Bank hoặc Ngân hàng ADB chẳng hạn, hoặc đấy là Ngân hàng Phát triển Châu Á, mình đưa ra thì mình chứng minh nhá, để cho mọi 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 người thấy. Vâng, thì tôi nói với tất cả các bạn là từ năm 2000 tới nay thì nói chung là những cái nền kinh tế của chúng ta đã coi như phát triển một cái vượt bậc. Vâng, cái nói chung là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cái nhân dân ta và cùng với chính phủ, cùng với nhà nước, thì nói chung là sau cái thời kỳ cái chiến tranh rồi, bây giờ đến cái thời hòa bình thì coi như là tất cả rất nhiều nước đầu tư vào Việt Nam này, cho nên là mình cũng nhà nước mình và chính phủ mình thì nói chung là cũng rất là cầu thị, tức là mời tất cả các chuyên gia kinh tế đầu ngành đến để mà ví dụ giúp đỡ những về cái chính sách về kinh tế đối với đất nước Việt Nam. Vâng, hiện nay thì là đất nước ta phát triển kinh tế theo cái gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là coi như là cứ cho phát triển kinh tế thị trường, nhưng mà ví dụ nhà nước mình nắm giữ một một cái số như là, vâng, xin mời anh đợi mình đây. Một cái ngành ví dụ là dầu khí điện lực hoặc là một số cái ngành kinh tế mũi nhọn để mà dẫn dắt thị trường.
Đấy, dẫn thị trường. Còn tôi nói với tất cả các bạn, vâng xin chào anh Lợi Minh, thì cái con Thì đường rồi. mà vâng thì phát triển, tức là con đường mà theo cái chủ nghĩa xã hội, thì nói chung là hôm nay tôi cũng đọc một cái bản tin, tức là mình vẫn cứ giữ vững theo con đường mà xã hội chủ nghĩa không thay đổi, chứ còn kinh tế thì mình phát triển theo cái nền kinh tế gọi là thị trường xã hội chủ nghĩa. Vâng, xin chào Lợi Minh. Thì hôm nay ấy, là coi như là mình cũng nói về cái chuyện mà cái nền kinh tế của Việt Nam hiện nay. Đấy, thì là bây giờ ví dụ như Lợi Minh thì có khả năng là Lợi Minh ở bên nước ngoài, mà một năm Lợi Minh về Việt Nam 2-3 lần, thì là Lợi Minh có cái cảm tưởng gì, những cái sự phát triển của cái nền kinh tế Việt Nam, những cái người đi xa về ví dụ cho 5-7 tháng hoặc 1 năm chẳng hạn, thì người ta thấy rõ cái bộ mặt của cái đất nước Việt Nam. Đấy, thì bây giờ ví dụ Lợi Minh là một cái người người gọi là song tịch đúng không? Bây giờ mình không nói về Việt kiều nữa, mà là song tịch, vì Lợi Minh có quốc tịch Việt Nam. Thỉnh thoảng Lợi Minh về đất nước Việt Nam thì Lợi Minh thấy gọi như là cái bức tranh về cái kinh tế của Việt Nam hiện hiện nay như thế nào. Còn một lát nữa ví dụ những con số chẳng hạn thì mình sẽ nắm vững được, thì mình sẽ nói với các bạn. Vâng, xin mời Lợi Minh. Hello, xin chào anh Bằng, chào anh chị các bạn trong trong diễn đàn. Nói chung là tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay phát triển rất là vững vàng. Mình là một cái quốc gia gọi là mới phát triển, cho nên mình đi sau, mình đi chậm, nhưng mà mình đi rất là vững vàng. Tôi phải nói là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, lái con thuyền vận mệnh của đất nước đi rất là tuyệt vời. Theo những cái nhìn của Lợi Minh sau năm 2009 đó, Lợi Minh quyết định là hồi hương. Các bạn biết hồi hương bởi vì nhìn thấy cái tiềm năng của quê hương đất nước đang phát triển rất là dồi dào. Và bên cạnh đó thực ra thì Lợi Minh đã về Việt Nam bắt đầu từ năm 1993. Và suốt trong thời gian đó Lợi Minh cũng đi đi về về thường xuyên và quyết định năm 2009 là hồi hương đó. Thì kinh tế Việt Nam nói chung là theo cái nhận định của cộng đồng thế giới cũng như là những cái chuyên gia mà về kinh tế đó, anh chị các bạn biết những kinh tế gia của Mỹ vậy, tụi Bloomberg nó nhận định rằng Việt Nam sẽ là một cái con hổ mới của vùng châu Á trong tương lai. Đó là một cái sự chắc chắn và khẳng định như vậy. Với cái tiềm năng tại bờ biển chiều dài của mình rất là phải nói là rất là thuận lợi trong vấn đề phát triển kinh tế hiện nay. Cho nên các bạn thấy ngay cả bọn tư bản giống như Mỹ nó cũng nhìn vào và nó biết được những cái niềm tin chiến lược đó, cho nên nó quay trục trở lại Biển Đông và nó tìm cách để đặng mà nó ủng hộ Việt Nam và nó để đặng mà phát triển kinh tế có lợi cho đôi bên. Và bên cạnh đó trong cái niềm tin chiến lược về quân sự thì Mỹ nó nhìn cái gì, nó là con cáo già mà nó quay trở lại thì nó cũng có cái Đúng quyền không? lợi của nó, anh chị các bạn biết. Đâu có để cho Trung Quốc nuốt trọn cái Biển Đông, mà Biển Đông giống như là cái xương sống của thằng Mỹ. Các bạn nghĩ đi, với một cái giá trị hơn 5.000 tỷ đô la, khủng khiếp lắm chứ không phải là lớn đâu. Đó là tiếng hàng hải của Mỹ hàng năm, các bạn nghĩ đó là mỗi Nói một chung năm đó là nhé, 5.000 tỷ. Cho nên thằng Mỹ nó phải quay lại để đặng mà nó kiềm chế thằng Trung Quốc. Mà muốn kiềm chế thằng Trung Quốc thì thằng Mỹ nó sau khi mà nó sai lầm trong cái cuộc chiến Việt Nam á, bây giờ nó học hỏi và nó thấy được chỉ có Việt Nam là mới có thể khống chế Trung Quốc. mà khống chế Trung Quốc thôi. Một cái đất nước nhỏ bé nó lạ đời như vậy đó, một cái đất nước nó có nhiều chút xíu à mà nó khống chế được Trung Quốc. Thằng Mỹ sau này nó mới nghiên cứu và nó hiểu được cái chiều dài lịch sử của Việt Nam mình, một đất nước 4.000 năm mà Trung Quốc sang là đánh đánh anh đánh coi như là chạy dắt giò cằn cổ luôn, đánh tới nỗi mà ông gì giác quan phải không, ông gì đó mà chui vô ống đồng nó chạy trốn. Thoát Các bạn hoàn thấy thằng Mỹ thoát quan đó, tới nỗi mà thoát bà hoàn là Trinh bà quân, chịu vâng thoát hoàn là thoát quân Nguyên quan Mông, quân Nguyên Mông Mông đó. Các Cổ bạn thấy là đó, gì? đầu nó sau cái sau sau khi mà nó cuốn cờ nó rút về nước đó rồi đó, nó mới bắt đầu nghiên cứu về về lịch sử Việt Nam, thì nó thấy rằng cái cuộc chiến của nó tham gia Việt Nam là một cái sự sai lầm vô cùng khủng khiếp. Nó không có hiểu được người dân Việt Nam, nó không có hiểu được cái văn hóa của người dân Việt Nam nữa. Cho nên các bạn thấy 4 đời tổng thống của Mỹ khi sang Việt Nam vậy, nó phải cúi đầu mà khâm phục, nó khâm phục cái truyền thống của người Việt Nam và cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn thấy tổng thống tổng thống Trump qua Việt Nam mà còn phải ca ngợi về cái lịch sử Việt Nam, về bà Trưng bà Chịu. Các bạn thấy đấy, đất nước của mình rất là oai hùng,
dân tộc của mình phải nói là rất là anh hùng. Và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thấy là trong suốt thời gian qua mình và trong trong cái vận mệnh đất nước, tôi thấy là lái có cái con thuyền rất là giỏi. Dưới những cái sóng gió phong ba bão tốt bão táp mà mình đã vượt qua và đẩy mạnh phát triển cái nền kinh tế Việt Nam ngày hôm nay, các bạn nhìn thấy nông thôn đô thị quá, nhà nhà người người. Bây giờ mà ở Việt Nam các bạn đi kiếm được những cái mái tranh nhà mà lụp xụp lẹt xẹt mà đứng mà dựa vô mà nó ngã đùng á, hơi bị khó. Khó khó vâng. Tôi nói thật hơi bị khó. Chỉ có một số người họ dựng giống như để rằng mà họ làm cảnh để nhớ gì về những kỷ niệm xưa thôi. Đó, bây giờ Việt Nam là vậy, các bạn thấy vài những cái ngôi nhà ngôi chòi họ muốn dựng lại những cái hình ảnh năm xưa của đất Ở nước những mà khu còn nghèo khổ đấy. Các du bạn thấy Việt lịch kia đấy đấy, các bạn thấy họ dựng lại những cái cảnh đó. vâng. Và anh chị các bạn thấy một cái đất nước từ nghèo khổ đó nhé, của cộng đồng thế giới liệt ra liệt kê Việt Nam vào một cái đất nước mà gọi là nghèo khổ, Nghèo bây nhất thế giờ đã giới vượt qua vâng không còn cái danh sách nghèo khổ vâng nữa. Các bạn thấy đó là những cái điều rất là đáng đấy, anh bạn nói đúng, nghèo nhất đấy. Các bạn thấy thằng Mỹ khi nó vâng quay trở lại Việt nó rất là khâm phục cái người cộng sản là gì, người cộng sản không có mang ở trong lòng những cái hận thù, bỏ qua hết đúng đấy. đúng bỏ Nó quên sang Việt Nam nó ôm trên đầu dân mình mà dân mình vẫn vẫn bỏ qua mà để đặng mà cùng nhau xây dựng quyền lợi của hai quốc gia với nhau. Như cái máy nó bị gì anh bằng hả? không không vẫn tốt, Alo. thỉnh thoảng hơi ấy thôi nhưng bây giờ là tốt rồi, tốt Để lại ra mình ra ngoài trước. Ở trong cái wifi nó xa quá. rồi, đúng rồi, phải gần Thì nói gần chung thì wifi anh tốt chị các hơn. bạn thấy những cái sự phát triển của đất nước mình từng ngày và từng giờ đổi mới và phát triển dưới vai trò lãnh đạo của Đảng phải nói là rất là tuyệt vời. Cho nên chúng ta phải là mỗi công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta phải tin tưởng vào cái vai trò lãnh đạo của Đảng, mặc xuống đường cái bà nội cha nó xí xuống cái gì đây. Cái lũ đó nó rất là khốn nạn, nó chỉ muốn đẩy Việt Nam mình đi thụt lùi lại, nó xúi những người nhẹ Vâng. dạ cả tin để đặng mà phá hoại cái công cuộc đổi mới phát triển của đất Rồi, nước. lại mình Cho nên vừa nói thì mình mỗi cũng chúng cũng cũng ta là nói một cái người kèm công thêm. dân, chúng ta cần Rất phải hành động. vâng. Rồi. Cái wifi của lại mình hơi hơi yếu đấy. Ra cái chỗ gần gần wifi ấy. Hiện nay hình đã bị đứng. Tiếng thì hơi chập chờn. Ok anh Bằng, để lại mình thoát ra rồi vào lại nha anh Bằng. Để thoát ra reset cái internet. Ok tất cả các bạn nhé. Thôi bây giờ một cái con số thì vừa nãy tôi một lát nữa tôi sẽ nói. Nhưng mà tức là hiện nay tức là trong 10 năm trở lại đây nhé, Việt Nam là một trong 7 quốc gia có cái tốc độ phát triển về kinh tế coi như là đứng đầu thế giới. Vâng, đó là một cái thành thành tựu coi như là rất là lớn. Bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ như bọn Ba Que, bọn chống cộng cực đoan hoặc là bọn dân chủ cuội ở trong nước, chúng nó nói là bây giờ hiện nay chúng nó coi như là về lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, cũng xây dựng kinh tế giàu mạnh hơn. Nhưng mà giàu mạnh hơn thì giàu mạnh hơn như thế nào? Bây giờ ví dụ hiện nay ví dụ chúng nó có làm cho cái tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam coi như là trong 10 năm trở lại đây nhé, tức là đứng thứ, tức là một trong 7 nước tức là phát triển đứng đầu thế giới. Đó là một cái thành tựu coi như rất là lớn của cái đất nước Việt Nam mình rồi. Riêng hôm nay tôi có một đọc một cái bản tin ấy, tức là trong tháng 8 này nhá, tức là cái tổng cái tức là tổng cái lượng lượng mà xuất khẩu của mình ấy tức là lớn nhất đấy, được coi như là lớn nhất trong từ trước cái này, nó đạt 26,5 tỷ đô la đấy, trong tháng 8 nhé, đấy là một cái tháng coi như là được cái như là xuất khẩu coi như là cao nhất trong tất cả các tháng từ ngày xưa đến bây giờ. Rồi các bạn chờ chờ là binh một chút xíu. Việt Nam có rất nhiều rất nhiều ngành mà coi như là xuất khẩu coi như hiện nay đứng đầu thế giới. Ví dụ như hiện nay gạo này là đứng hai thứ hai hai thế giới này, tôm là đứng đầu thế giới này, hạt điều
là đứng thứ ba thế giới mà tốc độ mà phát triển cái vườn điều của mình là đứng thứ hai thế giới. Còn lại là ví dụ là cái giá gạo hiện nay của mình nhé, hiện nay là đạt coi như là năm trung bình là 525 đô một tấn, tức là cao hơn vượt qua cả Thái Lan rồi. Rồi cứ để thằng Việt Nam nó ở đây nó nghe thôi, vì là thằng này ví dụ nó cứ chửi Bác Hồ một cái là lốc, theo cái nguyên tắc của tôi ở cái diễn đàn này như thế. Cứ ví dụ ai mà nói động với Bác Hồ là mình lốc, còn lại là cứ chửi tôi thoải mái, cứ cho nó ở đây nó nghe. Đấy, cà phê thì mình hiện nay là mình coi như là xuất khẩu đứng thứ hai thế giới sau Brazil. Vâng, còn rất nhiều cái ngành mà nói chung là hiện nay cái cho xuất khẩu cho cái giá trị lớn mà nó nói chung là đứng hàng thứ top ở thế giới. Vâng, anh Trần Siêu chờ anh Lợi Minh một tí xíu ấy. Xong anh Lợi Minh thì tôi sẽ mời anh. Và vừa rồi ấy, tôi nói với các bạn vừa rồi mình khánh thành một cái cầu gọi là cầu Bạch Đằng nhé. Ở trong một cái đường ở đường cao tốc Hải Phòng Quảng Ninh ấy, là cái cầu đó là cái cầu dây văng, tức là có nhiều nhịp đấy, tức là một trong bảy cái cầu dây văng có nhiều dị nhịp nhất ở ở trên thế giới, mà toàn bộ là do các kỹ sư và công nhân Việt Nam coi như là xây dựng và thiết kế. Rồi Lợi Minh nó reset xong chưa, vào đi. Cái tòa nhà ở Tân Cảng ấy, tòa nhà La Paz 80, 81 ấy, là một trong 10 tòa nhà cao nhất ở trên ở Đông Nam Á. À, ở trên thế giới. Vâng, có rất nhiều nhiều những ngành. Ví dụ tôi nói với tất cả các bạn nhé. Cái cầu treo ngày xưa thì mình hiện nay, tức là ngày xưa mình có một cái cầu treo duy nhất. Đó là các cầu treo Nam Định. Đấy, bây giờ tất cả các bạn biết, bây giờ coi như gần như là cho vào cái viện bảo tàng rồi. Đó là một cái cầu cầu treo mà do Trung Quốc xây dựng. Nhưng mà sau này ví dụ cái biến tướng của cầu treo là cái cầu xi văng. Cầu xi văng thì ngoài cầu Cần Thơ ra là do Nhật Bản thiết kế và coi như là làm chủ đầu tư và xây dựng. Còn tất cả những cái cầu xi văng còn lại, ví dụ cầu Mỹ Thuận rồi cầu Phú Mỹ, Bắc Mỹ Thuận, cầu Phú Mỹ, cầu Rạch Miễu và ngoài Bắc ấy, còn rất nhiều cầu nữa, cầu Thanh Trì hoặc một số cầu ở Hà Nội ấy. Thì nói chung là đều do những cái hàng ngũ coi như công nhân và các kỹ sư của Việt Nam coi như là thiết kế và xây dựng. Vâng. Không, không thế bây giờ ví dụ là các bạn phải chứng minh nên làm sao, đừng có nói 10 năm nữa coi như Việt Nam giàu nhất thế giới. Trong vòng 10 năm nữa tôi nói khẳng định với tất cả các bạn nhé. Kinh tế của những cái người Việt kiều ở bên hải ngoại đấy thì nói chung là ví dụ mình những cái kinh tế của những người Việt Nam bình thường có khả năng so sánh được với những người Việt kiều ở bên 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 hải ngoại rồi. Chứ mình nói là mình đừng có bốc khoách, tất cả nó đều có những dẫn chứng hết, chứ không phải là mình nói bừa đi. Ví dụ mình nói bừa đi thì nói chung là ví dụ những người dân Việt Nam các bạn ở dưới này cũng không thể nghe lọt tai được đấy, và những cái bà con Việt kiều mai kia về các bạn thì các bạn ấy thôi. Cái thằng ngu này Úc người ta viện trợ tiền, thấy chưa? Còn những công nhân và kỹ sư Việt Nam làm nhá, chỉ có cầu Cần Thơ thôi là do ấy, còn sau cầu Cần Thơ là do tự công nhân và kỹ sư hết. Cho nên là cái bọn một số nhá, những bọn ngày xưa nó cứ bảo ấy, Việt Nam coi như là bằng con ốc không làm được, không làm được cái gì hết, thấy chưa? Nhưng mà phải chỉ trả lời chúng nó một điều là ngày xưa cái tên lửa Sam-2 ấy, khi Liên Xô viện trợ cho Việt Nam năm 1972 là cái tầm với chưa bắn rơi được máy bay B-2, tức máy bay B-2 bay ở cái khoảng cách là 10 cây số. Mới sau này khi nó về là tất cả các kỹ sư Việt Nam đã coi như là đã cải tiến lại và nói chung là đánh bắn rơi máy bay coi như B-52 rơi như súng dụng. Và nó nói chung là ở chỉ có lần đầu tiên ở Việt Nam coi như bắn rơi được máy bay B-52. Mà chính vì coi như Mỹ cũng là một cái lý do mà Mỹ có thiệt hại quá nhiều cái máy bay B-2, mà khi chúng bỏ bom ở ngoài Bắc năm 92 ấy, thì mới có cái hiệp định Paris ký vào năm 1973. Đó là một cái nguyên nhân.
Đúng rồi, hiện nay coi như là tập đoàn VinFast của ông Trần Nhật Vượng ấy, đã có một cái nhà máy ô tô ở ngoài phòng, hình như là sang năm ấy, là hiện nay là các mẫu mã tất cả các thứ đã ra rồi. Đấy, đã ok rồi. Vâng, thì bây giờ coi như là có khả năng sang năm thì đã ấy rồi, đã ra ra được cái mẫu ô tô đầu tiên của Việt Nam. Cho nên các bạn chưa có ô tô. Vâng, thôi mời anh Trần Siêu có chờ anh ấy lâu quá.